Đây mong bọn thằng ở kia vừa mới chụp nhóm xa chỉ thay khi mà pin nhiệt accounting. Thế nên khi xong bằng hai chạy tôn từ nâng cao cái sầm rùa bật bật cá bắn to tiệt ra. Hơi chụp bùa cao cái sầm rùa nâng bật bật cá để khi lược bật cái sầm rùa này thay nít cứ chạy tôn từ nâng allowance for that full account phòng đấy. Cứ chạy tôn từ nâng cái này song sai phòng này chương bong bọn từ tạm đan cho mỗi khi thằng ở kia. Chàng, chàng chìa đồng bồn này cứ khiêm chân người bồn bồn một dươi tệ tôn tình năng này dùng mà này. Tại mà đoàn thật ta allowance for the full account này miền đây dạng đôi mà đạch phòng đại chàng. Bởi xin thì dương này dễ chưa bị xa khám ái nè bồn bồn như bộ tha cả nẹ này song say. Chàng bị tha cả nẹ này song say nơi tính này cứ kê xâm đại tha. Mà chàng không hôn dương nè, quật ai ở tệ thì chốn chùm bẹt. Miền đây thà tệ thì chốn nó cứ chỉ customer đại chùm bẹt không hôn. Được rồi chúng ta chỉ đẹp thớ được gọi account receivable nâng anh chà. Cứ chùm bẹt không hôn. Đó bê chùm bẹt anh chứng không hôn quật chập đám sang say nè quật vừa ca sang say thà. Ta lôi chùm nuốn tắc prạ đại tệ thì chốn chùm bẹt không hôn nè. Ta miền bảo mán phía rồi nó không lôi nâng ạ. Đại tệ thì chốn quật ọt ách miền sử mặt phía nó không ca dược lôi mà xong không hôn bàn. Anh nâng á nhưng hai ta chỉ allowance for the full account phòng này. Chẳng bỏ bọn trong chám. Chúng chưa bắn to tiết allowance for the full account nơi khổng tí ní tạo bàn kì chặt tục thao viết cư chì asset. Chúng bọn bọn thời tự chọn chám á nè viết cư chì asset. It's a contra asset account that deducted from account receivable. Miền này thà cư chì contra account. Bị thà contra account cư chì account tối nè bọn bọn miền thà cư chì transaction mùi đã viết đào tùa nơi khổng ca thua ai transaction mùi tiết. Miền ca thói cho chùm nguồn tắc prạ đọc bó transaction mùi tiết miền ca thói cho. Hay bông bông thở chọn chăm tha chùm bố allowance for the full account ý cư việc thua ai account receivable miền ca thói cho. Ca thói cho nó không tin ý cư sắp đáy tha chùm nguồn tắc prạ đọc bó account receivable nó cư miền ca thói cho phần năng anh. Cư kì chọn sắp đáy anh chẳng ấy nè bông bông. Anh chẳng được nhóm anh chùm riêng chẳng. Bị thả contra account bông bông thở chọn chăm cư chìa cả nẹ này bố tùy. Bố tùy nó không tin ý cư kê sắp đáy tha. À lấy những bạn đang thả allowance for the full account via cư chỉ asset. Chẳng dương trời tình nặng đỏ asset phim. Asset can lang được hàng nè. Asset can lang được hàng đại biết mình chắc ngày bóng bốn. Có phần tay allowance for the full account via cư chỉ asset này. Phần tay via chia contra account. Chẳng ba asset can lang được hàng đại biết contra account rồi bỏ asset. Đại contra account nó via cư chỉ asset nè. Via trời tại can lang được hàng credit. Cứ việc tôi bạp nâng nè bông bông bàn khuyên chân mình chạy thà việc tôi cứ tôi lạc nè bạp nâng. Hai mùi tiết bởi xin chị asset rồi bỏ dưỡng thôi cho nó khang credit thế bông bông. Chị thôi bà đá asset bởi thôi cho cứ thôi cho nó khang credit anh. Chẳng contra account rồi bỏ asset nè allowance for the full account nè. Vì cứ chị asset đôi khí nế bần tay vì miễn tuôn để tìm mùi tiết cứ chị contra account. Chẳng bởi dưỡng đăng thao vì cứ chị asset hay vì chị contra account. Bởi asset vì thôi cho nó khang credit thế hả. Chẳng contra account trời tại thôi cho nó khang đế. Bịt cứ việc tôi để bịt credit kia như chẳng là bóng bóng chẳng bằng khiêm chẳng mình chạy bóng bóng bằng đăng trăng cái này đi phòng này chẳng khiêm xong sở rộp bằng thêm tiết sở rộp bằng tiết tiệm tôn cho nâng ở lâu vân phần tập phù lạc kháu nữa nè chà. Cái này đây xong xay ní cứ miền này tham ở chà krom hôn quạt chẳng đăng quạt estimate quạt ở miền này chẳng đăng thả ta nâu chùm nuôn tất cả đài ở tệ thì chôn cho bẹ quạt nè đã toàn xong quạt nè. Tao miên chùm nôn bẩm mát đai ở tệ thị chôn nâng ọt miên là đập hiệp nâng nông ca dơ lôi mà xong cồng hồn. Hay khiếm xong bình chạy thay ọt miên là đập hiệp dơ lôi mà xong cồng hồn nơi tí ní. Chúng cái cồng hồn nhìn quật kết thay ọt ở tệ thị chôn nâng ọt ai dơ lôi mà xong cồng hồn bán nâng bóng bóng. Bần tay cả đời này khá. Cồng hồn quật ở cả đời này khá tệ thị chôn quật dơ lôi mà xong cồng miên này. À ní cứ miên này dương khoản là sáng say nè bóng bóng. Nhưng khoản là estimate bẩm mơ môn dân sáng say nè. Bọn tay ca sáng say dương ní mân bạc gọt tha kê ọt miên lôi dương mà xong dương nè. Cứ ai bê khắc kê ọt miên lôi dương mà xong dương mến. Hơi bê khắc kê ai đừng dương lôi mà xong dương mến. Cô miên này chàng chân khiêm xong bằng chạy bạch nâng. Chân ở lâu vân phần đập phù lạc hào nâng. Cứ miên này thay chìa cái này sáng say. Cứ cồm hôn gọt trong đăng tha ta miên lôi dùm nôn bẩm mán phía rồi nè. Đại có ạ dơ lôi bìa tệ chôn, miền này ta tệ chôn ạ dơ lôi mà xong quạt bàn chàng. Chà, hai chiếc bắn to mà tiết môn đường dương chiên đã đo cao tí hóa cứ khiêm cho ai bóng bóng nốt bắn tỉnh. Khiêm đã thay in calculation or adjusting of allowance for the full account is divided into two types. Miền này thay nơi không ca kẻ rỉ ní rưu có ca adjust cái xâm rùa đại tệ tôn tên nâng allowance for the full account nè bóng bóng cái này xong xay nữa. Cứ trợ ban kia bàn chai chìa bì bộ phết phòng này.
Đại bộ phép tìm mùi nó chạy tôn cho nâng adjusting from sales revenue. Miền này tha, ai cũng hôn được bao nhiêu còn mình cô này dụ bài tha. À lấy nâng còn mình chùm nấu bị ca lụa. Được còn lụa anh chẳng, lụa bảo đàng chẳng còn mình chùm nấu bị ca lụa nâng chẳng. Nên là bóng 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 tay nó không ca để còn lụa chùm nấu, không ca lụa nâng. Vì miền mùi chùm nốn chia sạch bạc sốt để còn tự bán hay miền mùi chùm nốn ai ở tệ thì cho nâng chùm bẹt. Cứ account receivable được còn đẹp thờ nâng nên là bóng bóng chẳng. Cột cất ní adjusting from sales revenue ní cứ adjust chùm phụ ả tệ thì chút đai chùm bẹ krom hôn bằng năng anh. Cứ nẹ đai chùm bẹ krom hôn miên này tha cột cất tha sales revenue chùm nâu để cột tự tụ bán hãy tao miên mùi chùm này bỏ mán phía rồi nếu không sales revenue nâng đai ả tệ thì chút chùm bẹ nâng ọt ai miên lôi yêu mà xong krom hôn bàn. Anh nâng cứ adjusting from sales revenue nè bóng bóng chàng. Tiếp bị tại tông tên nâng adjusting from account receivable at the end of the year. Miền này thay cô này dụ bài krom hôn khách. Cứ quạt trăng ở dương adjust nâng bị account receivable là bình. Miền này thay quạt ao dương adjust nâng ao dương nâng tầm mơ chùm nguồn tất bạc account receivable đại sao nâng trong chân em nè. Thay nâng trong chân em nè tại để chôn đại chùm bẹ dương ở toàn dương lôi mà xong krom hôn dương nâng miền chùm nguồn bảo mát bậc kịch tất bạc. Nhưng quạt ao dương kịch ở chùm nguồn tất bạc đại kê ở toàn xong dương đại tất bạc chỉ account receivable nè. Ở cực thân nơi khăn ông ạ tất bạc chùm nguồn account receivable nâng miền chùm nguồn bảo mát phía rồi. Đại ạ tệ thì chôn đẹp thơ, đại chụp bẹc rộng hôn nó ọt miên là đập hiệp nó không ca dơ lôi mà xong dương bán á, ọt ạ dơ lôi mà xong dương bán nâng ảnh. Chà, ní cứ chì mù là hai đại bóng bóng ra để chôn chăm ạ policy bọc rộng hôn được gặp business dương còn ọt ọt dương ạ trả tam cả đời này tìm mối chân bóng bóng ạ trả tam cả đời này tìm mùi máu. Bởi xin chìa cả đời này tìm bí bóng bóng ạ trả tam cả đời này tìm bí máu. Chà, nhưng khi xong mình chạm vào đón tiếp theo. Cả đợt này thì mỗi cả đợt này thì P cũng miền này thay bởi xanh chỉ dương adjusting from sales revenue miền này thay ao dương cổ lấy từ mơ chùm nôn tất bạc đại tệ tôn từ nâng sales revenue ta sales revenue dương từ tụ bán chùm nôn bọn màn hơi ao dương kịch chùm nôn phía rồi nâng P chùm nôn đại dương từ tụ bán nâng thay chùm nôn phía rồi nâng cư miền chùm nôn bọn màn phía rồi đại tệ tệ chân ọt ai dơ lôi mà xong nhạc bàn. Cả đời này tí bí adjusting from account receivable nâng miền này tha. Kì chân ao dương từ mơ chùm nôn tất bạc account receivable chá. Cứ chùm nôn tất bạc đà tệ để chôn thua lọc chụp bẹ dương nè. Cứ thua lọc chụp bẹ dương bảo mạng màu hay. Chá. Chân ao kịch phía rồi nâng không ai chùm nôn tất bạc account receivable nâng ạ. Tạo miền chùm nôn bảo mạng phía rồi đà tệ để chôn ọt ai dơ lối mà xong dược bản chá. Chỉ bằng to mà tiết khiêm trong anh nốt và thay em tiết cứ the allowance for doubtful account and bad debt expense must be together all the time when we record into general journal. Miền này tha bông bông thời ta chong chám á nè tha chung phu allowance for doubtful account hay nâng bad debt expense cứ thời ta nơi chung mùi khní khúc bê là món chá nơi chung mùi khní á mù là hai đấy bông bông. Cứ nơi chúng mùi khi nơi bê đại dương adjust record chà xong chia sẻ. Nơi bê đại dương record nơi không tân niên nó bỏ bọt. Ở lấy nước kia thà ở lấy nước xong ao record tệ tông tân nâng allowance for doubtful account. Thà miên bỏ màn phía rồi đại dương ọt ai bỏ mổ lôi bìa tại chôn bàn chẳng hả nế. Nhưng bóng bóng nâng khơi phía mô ở lấy kia ao dương record ra cho tân niên nó bỏ bọt tệ tông tân nâng allowance for doubtful. Nhưng bởi cót đó thời ta miên bad debt expense nơi chúng mùi nó. Chà nhưng bóng bóng thời ta chọn chám hả nế allowance for doubtful account hay nâng bad debt expense bề đại dương record không tân niên đối với word đại tệ tôn tân nâng allowance for doubtful account ni phong đại chả chả chương chia bản to mà tiện ní cứ khiêm trang ngày bong on một mơ tệ tôn tân nâng lùm hạt tại mà đón cứ cái adjusting from sales revenue bên ní tân ní sau mà chia sẻ bên ní krom hôn chả chia với cam vào những ao dương adjust record không tân niên đối với word nữa pi sales revenue tại mà đó. Nên chẳng bong mơ bong bong từ mơ chùm mùi khiêm tặng ở khả nè. Kế đã tha company has the balance of trial balance. Cứ miền này tha krom hôn gọt miền ở tờ ràng xạ là bóng là bong bong trial balance. Môn là những thua cả ạch chá nâng ngay xa dọc mùi khai đập bì cho nâng bì bong đọc bằng bốn nâng. Chà hay tờ ràng nâng bong bong nì tờ ràng. Chà kì kì bàn bình chạy ao tờ ràng ở dương mơ món debit credit hay nè không debit credit nâng tờ ràng trial balance nâng vì miền account receivable nâng nè khang debit chùm nôn bà mát 4 sàn đà lá allowance for doubtful account chùm nôn bà mơn 5 pon đà lá sell ca lũa nó chùm nôn bà 7 sàn đà lá nè khang credit product return nâng cứ chùm nôn bà mơn đà lá phong đấy hay sell discount nó chùm nôn 5 pon đà lá phong đấy chùm xong mình chạm bằng tay chùm bua product return cứ mình đây tha dương chỉ krom hôn nè dương lụa product ở tệ chôn bần tay ai product để dương lụa ai khăn ở tệ chôn nước miên môi được gặp miên pi vì ọt
thời chất là tại để chốn đưa có việc khôi cô nập hiệp mình là o anh chứ à tại để chốn kia bùng vỡ là dương vinh chứ nó bé đã tại để chốn bùng vỡ là dương dương hai tháp product return phòng này chẳng dương chỉ nhẹ từ tua là product năng pi à tại để chốn này bùng vỡ là dương anh em bong bốn ra năng dương hai tháp product return chúng bút sell discount có đôi khi dương cho discount à tại để chốn năng anh nó bé để dương lỗ dương à dương cho discount này còn chứ ngày năng dương hai tháp chưa sell discount phòng này chẳng bất to mà tiết bong bong cái lấy từ mơ cái đã thà company set up the allowance for the full account at the rate of 5% of sale balance rồi có sale revenue nâng anh cha cứ miền này thà bất to má cầm hôn nè cha quật chập đam set up miền này thà quật cầm nót à allowance for the full account nâng cứ miền này cầm nót thà 5% này à chấm nô để dương pi ca lũ nữa miền 5% này không nâng đại à tại thị trường customer account receivable được giá ta chỉ đẹp thơ nè đại chụp bẹ cầm hôn dương ca pi quạt tinh product của dương nè ắt miền lôi này không ca giờ lôi mà xong dương tê cứ 5% nè 5% nè nơi không sell balance được có sell revenue nữa chấm nôn tập 5% nữa cứ có ai miền lôi giờ mà xong dương màn tê cứ kế phép dương bật to chắc bóng bóng thầm mơ cho mỗi khi ta ta dương cua ta thua dạng đôi mặt đạch phòng đài chà, chia bằng to bóng bóng thầm mơ cho mỗi khi mỗi khi chà, à lời nâng dạng mạch kì ao dương dạng mạch cứ kì ao dương ad chát thầy bóng bóng biết thầy ad chát đôi khi mang chùm riêng chân miền này thầy dương trời tại rộp chùm nôn tắc prãi ở xong sớp ở trâm trời tự tam ca bạc đi cháy đó nè bóng bóng hai mùi tiết trời cho bằng chi khăn ông tân yên đô bộ vọt ở bàn trâm trời để bít credit prom đang chùm nôn tắc prãi bàn trâm trời phòng này chẳng chẳng ở lời nâng dương riêng ạch chắc tẹo tông tên nâng allowance for the full account thầy bóng bóng chẳng dương thầy mơ tiết ha allowance for the full account nâng kì áo dương kẹt ở nếp from salary và nhu rư cơ from account receivable không cả lần này nít kì áo dương kẹt ở nếp from salary và nhu thầy bóng bóng áo dương rộp tha ta chùm nuôn tất bạc nơi không salary và nhu đã dương chùm nấu dương cho mà nơi không cầm hôn nè tao miên bảo màn phía rồi đã tệ để chôn ọt ai miên sất ở mình men miên sất ọt ai miên giảm mặt phía nơi không ca dương lôi mà chai áo dương bán á nè bóng bóng chà dương kì chong rô ta chùm nuôn tất bạc bảo màn tớ ưu tiêu thành chứ dương lụa châu mau mà mơn đà lá dương tụ tu ban trong nấu mà mơn đà lá dương lụa bạc đạc ở tại chốn nữa nè bông bảo ôn ra dương cười chong đăng ta mà mơn đà lá nó miên bảo mạn nó không mà mơn đà lá nè miên bảo mạn bôn đà lá rồi có bảo mạn rồi đà lá đà tại thì chôn đai chụp bẹ dương nè ca tinh bị dương tới có ọt toàn vô lôi mà áo dương còn xong chụp bẹ nè ta nè nâng nè ai ọt vô lôi mà xong dương ban chùm nuôn bảo mạng đà la bảo mạng rồi đà la bảo mạng bảo đà la anh chẳng nghe nè bông bảo ôn ra anh chẳng rộp biếp dương rộp allowance for the full account from sale revenue nè cứ ti mùi bông bảo ôn trời rộp net sale rư gọt sale lăng côn nâng pram phía rồi bằng này chà bông bảo ôn bảo hai chỉ chẳng ngờ thì thấy thân net sale hay sale lăng nhàng mệnh chà khi xong mình chạy bằng tích net sale nâng nông tin ní cứ khi chong này dây thang chà cứ chia thay lụa sắt đó nè bong bóng bịa ta thay lụa sắt nơi tên ní cứ kê sắm nói tha mình miễn product return rồi có sell discount nơi không đăng đề à nâng dương hai thần lụa sắt dáng mạnh ô tia hoa dáng mạnh ô tia tha dương lụa bịch tự đọc đàm nè bong bóng xếp dương lụa tự đọc đàm nó miễn pi đàm chà à lấy lụa đọc đàm như ban mà bọn đà là ô tia hoa chà xếp miễn pi đàm chứ pi đàm nó kia bảo vật chun mà với product return nhưng từ tour pi ở tại chun mà với tham vi ở tật vi phở ở ca từ xây ở ca trước nữa sau ta cũng vậy đàm mới thể bong bóng chứ trước nữa sau ta cũng vậy đàm rứa có cả rồi này môi tiết bong bóng kia ở bảo vật mà ao dương hay rứa có kia bảo vật mà đá dương có là lấy thêm discount chun và tham tiết đó vô ta chụp luôn tập prạ pan này pan này chẳng hay nào bong bóng chẳng ạ cả đời này đại kê bảo vật mà ao dương với hai dương ban discount này kia đó bong bóng trời tại vô vía đỏ chèn như này tha dương vô chụp nấu đại dương lụa ban mà pon là làm ban mấy nhá đỏ chụp mối nữa product return bịch bị đam đại dương từ tua rứa có tập prạ đại dương cho discount này quạt năng chèn ở ở sân nó sau bảo mát ở nâng ngay dương hai thay chuyển net sale phòng này chà dương bong bóng rồi chúng mùi khi mong tức ẩm bánh mến nẹp xe hát ấy bằng dương thời rồ mù là hát ấy bong bóng cái lấy từ mơ lũng hát dương ẩm bánh mến kia phép dương product return ấy thời ấy bong bóng hai đường sale discount dương nó không bật thiên lũng hát ca na bong bóng khơi nhìn chẳng khơi kia nhìn dây bị chùm nấu sale hay kẹp kia bật thay tiết mình product return mình sale discount dương bong bóng reflect phim mong tức thay ồ cua tạc đỏ ai thời ta vô mặt đỏ
ឲ្យតែមាន product return មាន sale discount ត្រូវតែយក sale ដកពួកគាត់ទាំងពីរនឹងចេញទៅឃើញ net sale ហើយចា៎អញ្ចឹង net sale ចំនួន 785,000 ដុល្លារផងដែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមដដែលអញ្ចឹង if the exercise tell us product return and sale discount we have to find the net sale មានន័យថាបើសិនជាក្នុងលំហាត់ហ្នឹងគេប្រាប់យើងអំពី product return ផងគេប្រាប់យើងអំពី sale discount ផងអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរក net sale ហ៎ចា៎ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីនេះលំហាត់នឹងគេអត់ប្រាប់យើងថាមាន product return ទេហើយក៏អត់មាន sale discount ទេអញ្ចឹងបងប្អូនយកចំនួនទឹកប្រាក់ sale តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញខ្ញុំដាក់ all sale ហ៎អញ្ចឹងបងប្អូនយក sale មកអញ្ចឹងអា sale នឹងករណីបើសិនជាគេអត់ប្រាប់យើងថាវាមាន product return ឬក៏ sale discount ណាណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនយកអាចំនួនទឹកប្រាក់នឹងមកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងលំហាត់នឹងគេប្រាប់ sale ហើយថាsale មានចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែមានគេ product return ហើយក៏មាន sale discount អញ្ចឹងបងប្អូនយកអា sale ដក product return ដកជាមួយនឹង sale discount បានបងប្អូនអាចយកតម្លៃ sale ចំនួនទឹកប្រាក់ហ្នឹងមកធ្វើការគណនារ allowance for the full account បានចា៎អញ្ចឹងករណីនេះគឺលំហាត់គេប្រាប់យើង product return ត្រូវហើយបងប្អូនហើយនឹង sale discount ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអត់អាចយកចំនួនទឹកប្រាក់$800,000ហ្នឹងមកគុណជាមួយនឹង 5% បានទេចាបងប្អូនត្រូវយក800,000ដកជាមួយនឹង product return សិនដកជាមួយនឹង sale discount សិនបាទបងប្អូនអាចមានសិទ្ធិយកចំនួនទឹកប្រាក់ដែលដករួចរាល់ណាគឺ785,000ដុល្លារនឹងមកគុណជាមួយនឹង 5% ផងដែរចាឃើញបងប្អូនឃើញទេហើយបងប្អូនឆ្ងល់គុណនឹង 5% នឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអំបញ្ញមិញគេប្រាប់យើងថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគាត់បាន set up allowance for that full គាត់បានកំណត់ 5%ហើយការកំណត់ 5% នេះគាត់ចង់សម្ដីថា 5% ហ្នឹងគឺគាត់អត់បានលុយទេអត់អាចទទួលលុយពីអ្នក debtor អ្នកដែលជាពាក់គាត់ទេមើលទៅគឺគាត់សង្ស័យអញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់ estimate មុនអញ្ចឹងទៅចាហើយគេថាម៉េច 5% ហ្នឹងនៃអី 5% ហ្នឹងគឺនៃ sale revenue ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ 5% នៅក្នុង sale revenue អញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវយក sale revenue ហ្នឹងគុណជាមួយនឹង 5% ហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេបើគេប្រាប់ប្រមាណ200បងប្អូនយកគុណទៅចាឥឡូវបងប្អូនយក785,000ណាគុណជាមួយនឹង 5% ទៅបងប្អូនឃើញចំនួនទឹកប្រាក់គឺចំនួនទឹកប្រាក់$39,250ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចចាចំនួនទឹកប្រាក់$39,250នៅក្នុងទីនេះគឺគេចង់សម្ដៅថាអ្នកដែលជាពាក់ណាបងប្អូនអ្នកជាពាក់យើងប្រមាណ$400,000 account receivable នៅក្នុង trail balance ណា$400,000ចំណូលយើងពីការលក់នេះ$800,000ត្រូវឲ្យបងប្អូនពីព្រោះពេលនេះបងប្អូនត្រូវផ្ដោតសំខាន់ព្រោះគេថា allowance for that full account from sale revenue អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែ collect ទៅមើល sale revenue ថា sale revenue យើងមានចំនួនប្រមាណ sale revenue យើងមានចំនួន800,000ដែរបងប្អូន800,000ដុល្លារអញ្ចឹងគេចង់ដឹងថាតើ 5% នៅក្នុងអា800,000ដុល្លារនេះវាមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណដែលយើងអត់អាចទទួលលុយពីអតិថិជនឬក៏យើងឬក៏គេមានន័យថាអតិថិជនអត់អាចយកលុយមកសងយើងអញ្ចឹងក្នុង800,000ណាយើងមាន product return ហើយយើងដកទៅវាមានសល់តែ785,000ឯងអញ្ចឹងមានន័យថាចំណូលដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺ785,000ដែលក្នុង785,000ហ្នឹងវាមាន39,250ដុល្លារដែលក្រុមហ៊ុនគាត់សង្ស័យថាគាត់មិនអាចទទួលបានពីអតិថិជនគឺ339,250ដុល្លារមានន័យថាគាត់គិតថាគាត់ចំណាយចោលហ្មងតើប្រហែលជាគេអត់មានយកលុយមកសងគាត់ទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងទឹកប្រាក់ចំនួននៅក្នុងទីនេះ39,250ដុល្លារនេះគឺសំដៅបែបហ្នឹងគឺជាទឹកប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនគាត់គិតថាគាត់ប្រហែលជាអត់អាចទទួលបានវាកាត់វាចោលទៅចំណាយចោលហ្មងទៅពីព្រោះថាម្ដងហ្នឹងអតិថិជនអត់មានលុយយកមកសងគាត់ទេចំនួនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎ហើយជាបន្តបងប្អូនគេខ្ញុំដាក់ថា no thinking of allowance for that full account in the past មានន័យថាបងប្អូនត្រូវតែចងចាំណាបើសិនជាគេឲ្យយើងស្វែងរក allowance for that full account from sale revenue ណាបងប្អូនចំណូលពីការលក់អញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់គិតតាក់តងទៅនឹង allowance for that full account នៅក្នុងពេលអតីតទេ allowance for that full account នៅក្នុងពេលអតីតហ្នឹងគឺមានន័យថាបងប្អូនកលៃទៅមើលក្នុងប្រធានលំហាត់ខ្ញុំដាក់អំបញ្ញមិញក្នុង trail balance គេប្រាប់ទៀតត្រូវអត់គេប្រាប់ថា allowance for that full account ហ្នឹង
cứ miên chủng nuôi tập prạ mà mớn pram pon đà la thầy bong bốn chứ à mà mớn pram pon đà la đại kê ban phép dưỡng ảnh nâng ngay cứ chị ở tây tạ ca mù là hai đấy bạn khi mà hai ta chị ở tây tạ ca vì phố kê ban phép hay thật thrill bà lấn nâng cứ chị thrill bà lấn môn nâng dương ẹt cha nâng ngay xam sập mùi khai đọc bì xam bì pon đọc bầm bốn hay ở lấy nhẹ dương của bông tà rô tập prạ khơi bây mơn bầm bốn pon bì rồi hà sập nâng cứ chị ngay đại dương ẹt cha nâng ai cứ ngay xam sập mùi khai đọc bì cha hay nâng không thrill bà lấn đại kê bà chị ạ dương nâng cứ môn ngày nâng thế bông bông chắc là môn ngày nâng cứ vì ở tây tạ ai chắc nó bê đã bông bông kẹt rồi nê rô ở lâu vân phần đập full account from sale revenue nè bông bông sale mình mê account receivable đấy nè from sale revenue chẳng bong bong bạch tờ focus hay bạch tờ chấp ở rắm tại tông tân năng lâu vân phần đập phu để kê ao dương nó không trêu bà lân này kê ao dương kê khoản ao dương mưa đắng nên chẳng bong bong bạch tờ kết cu tại tông năng ví nó chung khoản là xong mọi bong bong trong trang thoảng cả lại nâng chà chẳng chia bần to mà tiết nít bật to bìm bánh mấy nhưng mà anh kẹt rồi nì rồi chùm nốn tắc prạ hào ấy nè bong bong cứ hồi chùm nốn tắc prạ đại tha nơi bê đại customer dương quạt chụp bẹ dương tắc prạ mua chùm nốn thống nè hay dương hồ khơi tha ta nơi không ảnh tắc prạ mua chùm nốn thống nè miên tắc prạ chùm nốn bầm mát đại dương kết tha có ảnh ai xong dương bán nè bong bong bánh mấy nhưng hồ khơi như nó chà chùm nốn bay mến bùm buồn bốn pi rồi hà sập đà lạ thế chà hay chẳng chia bật to mà tiện nít cứ đo về dương ấy đo cả tập cả dương để thấy vừa cả ad cha sai thời bong bốn cha chắc nó phải để dương ad cha được khiêm chủng riệp chắc thời tại ad cha này không tân niên nó bỏ cha nên ngày xem sự mối khai đập pitch năm pin pon đập buồn chia bật to tiết khiêm xong mọi bong bốn trong trăm tay mà đoan tha nó phải để dương vừa cả ad cha tại tông cho nên ở lâu vẫn vừa đập full account cứ khiêm trong lại bong bốn trong trăm số transaction pì cứ bad debt expense hay nâng allowance for the full account nâng anh cứ miên pì để bad debt expense nâng tạo ban kia chạp tục tháp viết cứ chứ ca dùm này nhưng bóng ổn chám mà nâng cứ chứ ca dùm này rì ai allowance for the full account tạo ban kia chạp tục tháp viết cứ chứ asset hay mình thấm là chứ asset ấy cứ chứ contract account tiết nó chàng chẳng bóng ổn tròn chàm hãy bóng ổn chí ngon tiết ấy tháp pi nâng ta khi mùi nè cô ta đã debit mùi nè cô ta đã credit phòng này chàng chẳng bóng ổn thử mà mơ cho mùi khiêm thằng ọc nè nếu bây giờ bong bóng ad chat cứ bong bóng thời tại trăm tại mà đó khiêm sử nộm bố đó nè bong bóng cả cả lần này ní cứ sử nộm bố ở bong bóng trăm tại mà đó cái này cái ao dương cho bệnh trí record được ad chat sẽ tôn cho nên allowance for the full account hay from salary và nhú nè bong bóng mình men from account receivable đấy nè from salary và nhú trong bong bóng thời tại đăng thật debit debit cứ bad debt expense credit cứ allowance for the full account tại mà đó nghe nè bong bóng cứ chọn cho em thật đăng thật debit cứ đăng thật bad debt expense credit đăng thật allowance for the full account nâng anh tại mà đó cứ xong mà chọn cho em chẳng nghe nè bong bóng hay khi xong mình chạm bằng tay thang mua là hai đại cái đại bad debt expense nâng nơi khang debit nâng cứ để xa tại mà cha không hốt nó phải để quạt đăng thật customer để bỏ quạt cho bẹ lôi quạt chùm nguồn phần này chẳng hạn tí hó nè bong bóng lấy chùm nguồn mua chùm nguồn phần này chúng quạt có miên ca estimate đã sang sai ta ta nó không chuẩn luôn ở đây customer chụp bẹ quạt nữa ta miên chuẩn luôn bảo màn ta đây quạt miên sản mặt hiệp vô lôi mà xong cầm hôn bán nữa nè bao bốn chúng cầm hôn quạt khoản đã sang sai dần chúng ca sang sai được bao quạt bớt sân thì ca sang sai bạn nó cứ quạt tay để kết đó và hai chị ở bàn được tua lên nè bao bốn chè và chị ở bàn được tua lên chúng à quạt kết thay quạt ở bàn được tua nữa nghe quạt kết thay chặt tục tha à lôi mua chùm luôn này có ở ban được tua sang say nữa kết tha với chị ca chùm này món ta chùm này từ lưỡi ấy xe ấy mình ấy xe món ta buổi ta đăng tha sang say tha và hai chị chùm luôn phần đăng ọt còn ọt miên lôi vô mà song dương phóng chứ còn ai chặt tục tha à lôi đài ọt à vô mà song còn nó chặt tục tha có chùm này từ lưỡi ấy xe món ta nó ở món cắt chia ca chùm này món chẳng hết nè bong bóng ní cứ chỉ mua là hai đại kệ đặt đẹp biết nơi khang bed đẹp expand nữa nè bong bóng cứ miền đây tha cái này dừng cắt tha về chỉ ca chùm này miền đây tha dừng miền phía rẻ chùm này vì thời bong bóng chẳng ca chùm này vì thời ca lang hay chẳng bed đẹp expand vì cứ chỉ ca chùm này cái này vì ca lang vì thời ca lang nơi khang đẹp biết đây thời bong bóng chè hay chúng bùa lâu vẫn vừa tập vô là account cả đôi khi nhớ đôi khi mang dùng riêng chẳng vì thời ta tiện tôn cho nên account được xây bổ lên nè bong bóng bị phủ tha viết cứ chữ contract account contract account nên miền đây thay vì đào tua nó không ca thua ai account được xây bổ thôi cho chẳng chẳng nơi không cả đời này ní allow vẫn vừa đập vô là khao ní vì cả là một là hai đấy bong bóng nó phê để bong bóng ao là tệ chôn dùng bé bong bóng debit account được xây bổ thời bong bóng chà hai là nước dương miên chung mùa allow vẫn vừa đập vô là khao ní
cứ miền này thay dương thua dẫn mất đầm bay ao ở dương hai tha account receivable dương nước thôi cho mua là hai đại thời thời thôi chốt bị bù tha ở lâu vẫn vừa đáp full account nó biết cứ chưa contract account nhưng chẳng dạng na cả đó biết thời thời thua ai account receivable là bao giờ nó miền ca thôi cho nhưng chẳng nó bây đại dương record tha debit account receivable càng là những chủng nguồn phần nắng chúng thua mất đầm bay account là xây bỏ thôi cho chúng ăn lâu vẫn vừa đập full account thử từ thật nó khang credit đến đây thử bom ốm mua là hai đợt thử từ thật nó khang credit được cho mang dùng riêng chăng đầm bay thua account là xây bỏ thôi cho bớt sân chi ăn lâu vẫn vừa đập full account vì từ thật nó khang debit đôi chủ muốn nâng account là xây bỏ đôi khi nhé bột đỏ khi mà cắt cứ bớt sân chỉ debit đôi khi nhé mình đây thay dương bột thử cái bom ốm vẫn thấy bớt sân thì dương chọn ở biết thôi cho mình đây thay dương thử từ thua bộ màn vị thị đỏ thử ớt chẳng cả nào bộ màn vị thị đỏ thử từ miền mũi debit thử từ miền mũi credit thử từ tôi khi nhé bạn dương ai thua cả đỏ bàn bớt sân chỉ mà khang nơi tại debit mũi khi nhé dương đỏ cả đấy cứ miền đây thay cả nào nơi khang mũi khi nhé bom ốm thử cho chám cứ dương bột ấy tại bớt than nơi khang khó khi nhé anh đang bạn dương ai thua bộ màn vị thị đỏ bàn chẳng hay nào bom ốm chẳng anh ấy cứ chịu mua là hát đã lâu vẫn vô đập full account rơi tại thật là khang credit đầm bay thưa ai account là super bowl đã bao gồm hôn miên ca thôi cho hết na bong ổn dạ ní cứ chịu mua là hát phòng này đôi con thì dễ ruộng tới bong ổn bởi vì phía trở đôi khi nhom ban bồi dưỡng ní có ban này bong ổn chăm đôi khi nhom dùng riêng chân thế chăm vô món từ bên sân chỉ cắt rồi này cái ao dương record tệ tôn cho nên ở lâu vẫn vô đập full account hơi record nó cứ from salary và nhú dương kẹt rồi này ở lâu vẫn vô đập full account nó from salary và nhu chắc bóng ổn trăm mong ta để biết đăng thật bad debt expense allowance for the full account có đăng thật nơi khang credit á quy nâng chắc bóng ổn trăm màu hay chùm nôn tập bóng ổn dưa chùm nôn tập bóng ổn để bóng ổn kẹt rần niềm bánh bánh á allowance for the full account from salary và nhu nè bóng ổn vô mặt đại màu chà chắc khiêm trong bằng hành bánh nâng chùn bóng ổn á nè chà chắc bóng ổn thật ở tròn trăm chúng chưa bật to mà tên bật to bánh mấy nhưng thưa ca cay sầm ruồi nó không sẽ phơi thôm ở tân niên nó bỏ vót đó na bong bón xong mà chia sải chúng chưa bật to tiết nhưng thời tại một thưa ca cay sầm ruồi không sẽ phơi thôm á na cha cứ general ledger bọn này chúng còn bánh mấy nó không general journal những miền chung pi transaction thời bong bón miền bad debt expense hay những allowance for doubtful full account chúng bong bón thời từ giờ chung pi transaction nữa mà riêng trong cái sự rối nơi không sự phơi thống chưa bằng tỏ tiệt nên chẳng tìm mua ní cứ trong sông lực lãng dọc mua transaction allowance for the full account một cái sự rối môn kế nữa chà và tôi mắc bông phổn thử cất tiệt thà hạt ấy bằng chung đại mà mớn phải hàm bông đà lá nên nơi khả năng sẽ phơi thông này đấy vì bố thân nơi khả năng bật thiên lùng hát kia ban bởi trẻ dưỡng ấy kia ao trìa bởi lần mà dưỡng đầy khả năng trìa bởi lần nâng vì miền ấy vì miền ở lâu vẫn phải đập phù lạc hào nâng mùi rủi đó lại thở bóng bóng chùm nút mà mớn phải em bóng đà lạ phòng này hay bóng bóng chứng là hát ấy ban đăng thật vô thở vô mà mớn phải em bóng vì bố ấy bóng bóng vì bố thân à transaction mà mớn phải em bóng đà lạ nâng kia ban cắt ra nơi khả năng sẽ phơi thông nâng tăng vì cho nam bí bóng đọc bóng bởi vậy nào mùa là hai đấy bạn khi nhung diện chứng thrill bản lần ấy cứ kê bản chạy dưới ấy cứ chỉ thrill bản lần môn ngày xem rồi mỗi khai đập pi đại dương cho nam pi pon đập bồn này dưới trời thua cả ẹt chả na bom pon chắc miền đây thay tùm ruộm tại chiên đo thrill bản lần miền đây thay dương thời tờ riệp trong nước non tân niên nô bồn nước non sự hơi thôm hai bản dương mà riệp trong nước non thrill bản lần thời bom pon chắc miền đây thay general literature nè cứ dương ban cho cắt ra rồi đó lại mà mớn phải em bọn đà là nâng ạ nếu cho nam phí bọn đọc bổng bốn để chạy tôn ta nâng ở lâu vẫn phải đọc phù lạc hào đó nè bọn bốn chẳng dương thời tại hai đập bên ấy dương chạy tôn ta nâng ở lâu vẫn phải đọc phù lạc hào tiệt chẳng bên đây thả ảnh ấy cứ kệ ban cắt ra hơi tăng vì cho nam phí bọn đọc bổng bấy á nâng chẳng vì miên xẹp ấy chẳng tuôn để ti dương nè thời tại mà riêng trong đã ở lâu vẫn phải đọc phù lạc hào thăm mây để dương tượp tại rô khơi nhầm bánh mấy nhé nè bọn bốn chẳng hãy xuân vừa mán cứ bay mến bằng buồn bón bí rơi hai sắp đà la thầy bóng bốn dương hồ khơn chùm nguồn tập rạm bánh mến nhé chứ bóng bốn đã mất bay mến buồn bón bí rơi hai sắp đà la hay chứ mua đạp bẹt đẹp expand mới vô chứ mua tối nhé nè bóng bốn vì bộ bánh mà lâu vân là bao giờ nắm phô đập phù là khăn sân khăn credit chứng vô chứ mua khăn đây bít bẹt đẹp expand mà đại máu chà ní kì chì kai dùm rùa phòng này bởi tốt mất bóng bốn với ca kẹt rồi nì tế bộ khnhi tới bom pon khơi pram mến buồn pon pi rồi ha sập đờ lá na cứ ở lâu vẫn for đập full là khao đập bao nhiêu pini chả hay khiếm xong mình chạy mình tới na bom pon khi mà say so afd nâng nơi slide bữa tối cứ khi mà nâng tới say afd ní cứ bữa chạy tham viết cứ chơi ở lâu vẫn for đập full là khao na bom pon cứ khi mà trong mình chạy tham khi mà say cắt tới bộ tham viết về pe chấn na chả chấn viết về chấn khi mà xong tới say cắt chấn bom pon vô thằng áo khnhi na chả
chàng chương chia bài to tiết mà cái sự rủi không sự phơi thông năng chung pua transaction mua tiết cha trong khối cứ bad debt expense nè bong pon chàng bánh mấy bong pon khơi như thập bad debt expense như thân được hàng nè thân được hàng debit chắc bong pon đã được hàng debit mà chấm nốt tập prạ bảo mến chấm nốt tập prạ bay mơn của bốn pon pi ra hai trăm đô la thật đấy hai trăm muôn nó được khi mà chấm nếp chẳng nhiều chấm mua tôi mèo à lời nước bad debt dương sự thân được hàng debit chẳng nhiều chấm mua sự thân được hàng credit mà cứ allowance for tập full là khâu đừng anh chàng chấm nốt bay mơn của bốn pon pi $50 គឺជាចំនួនទឹកប្រាក់របស់ Bad Debt Expense ផងដែរចា៎ជាការស្រេចក្នុងការកែសម្រួលចំពោះ Bad Debt Expense នៅក្នុងសៀវភៅធំចា៎ហើយជាបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានកែសម្រួលនៅក្នុងតនីនៅប្រវត្តិរួចរាល់ហើយនៅក្នុងសៀវភៅធំរួចរាល់ហើយត្រូវតែមកកែសម្រួលនៅក្នុង Financial Statement ជាបន្តទៀតចា៎គឺត្រូវរៀបរៀងចំនួនទឹកប្រាក់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបដដែលអញ្ចឹងថា income statement វាមាន revenue ហើយនិង expense balance sheet វាមាន asset liability ហើយនិង owner equity អញ្ចឹងអបាញ់មិញនៅក្នុងសៀវភៅធំរបស់យើងអបាញ់មិញយើងកែសម្រួល2 transaction ដែរបងប្អូនមាន bad debt expense ហើយនិង allowance for doubtful account ដែល bad debt expense វាគឺជាការចំណាយអញ្ចឹងប្រកាសថាយើងដឹងហើយត្រូវតែយកវាមកកែសម្រួលក្នុង income statement រីឯ allowance for doubtful account យើងដឹងហើយវាគឺជា asset អញ្ចឹងត្រូវតែយកវាមកកែសម្រួលនៅក្នុង balance sheet ផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយកកែសម្រួលទៅនៅក្នុង income statement យើងគឺ bad debt ហើយត្រូវអត់ចាហើយបងប្អូនមើលចំនួនទឹកប្រាក់មកចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងសៀវភៅធំបាញ់មិញយើងកែសម្រួលប្រហែល $39,250អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់មកចាបន្តមកទៀតមកកែសម្រួលបន្តទៀតនៅក្នុង balance sheet ប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញខ្ញុំដាក់ account receivable $400,000អត់គឺមានន័យអញ្ចឹងចាដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹង transaction ដែលយើងត្រូវកែសម្រួលគឺអីគេគឺ allowance for doubtful account ត្រូវទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានជម្រាបឲ្យថា allowance for doubtful account វាគឺជា asset អញ្ចឹងវាត្រូវតែស្ថិតនៅ balance sheet ហើយវាមិនត្រឹមតែជា asset ទេវាជា contra account ទៀតអញ្ចឹងពាក្យថា contra account កន្លែងនេះគឺមានន័យថាវាធ្វើឲ្យ account receivable មានការថយចុះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការថយចុះទោះតែយើងបញ្ជាក់គេបន្តិចមក account receivable យើងចំនួនប្រហែលចំនួន $400,000ត្រូវបងប្អូនកាលណាវាធ្វើឲ្យថយចុះមានន័យថា account allowance for doubtful account ហ្នឹងគឺជាតួលេខដែលមកធ្វើការដក account receivable ឲ្យថយចុះអញ្ចឹងមានន័យថាយក400,000ដកជាមួយនឹង $54,250ទៅវាធ្វើឲ្យ account receivable ហ្នឹង net value របស់ account receivable ហ្នឹងវាថយចុះហើយណាបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចងចាំមួយទៀតកាលណាយើងដឹងថាវាគឺជា contra account អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង record នៅក្នុង balance sheet ត្រូវដាក់វាជាតួដកជានិច្ចត្រូវតែដកវាណាវាជាតួដកបងប្អូនត្រូវដឹងឃើញខ្ញុំដាក់ less ទេចាមានន័យថាវាត្រូវតែជាដកពីព្រោះថាវាគឺជា contra account អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចងចាំហើយបងប្អូនឃើញ54,250ហ្នឹងបានមកពីណាបានមកពីសភៅធំអំបញ្ញមិញនេះយើងបូកកណីគ្នាអំបញ្ញមិញណាបងប្អូនចានេះគឺជាការកែសម្រួលបន្តទៀតតកតងទៅនឹង financial statement ផងដែរចាចឹងជាបន្តមួយទៀតយើងចូលមួយករណីទៀតចា adjusting from account receivable ករណីបើសិនជា business យើងក្រុមហ៊ុនយើងគាត់ថាឥឡូវសូមឲ្យ adjust តាម account receivable វិញកាត់ចំនួនភាគរយនៅក្នុង account receivable វិញតើមានចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្រធានលំហាត់ដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងណាបងប្អូនខុសត្រង់តែ 5% នៃ account receivable balance ចាហើយអាមុនយើងអបាញ់មិញ adjusting from sale revenue ណាគឺ 5% of sale revenue balance ទៅឯងបងប្អូនចាអញ្ចឹងខុសគ្នាកន្លែងនឹងតិចទេអញ្ចឹងបងប្អូនមកករណីមកមើលប្រធានលំហាត់បន្តទៀតចាសូមអធិស្ឋានប្រធានលំហាត់នេះក៏ដូចគ្នាទាំងអស់ដែរចានិយាយទៅដូចគ្នាទាំងអស់ខុសតង់ដល់ 5% នៃ sale revenue ហើយនឹង 5% នៃ account receivable ប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលចម្លើយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងទី1នេះយើងត្រូវទៅរក find the allowance for doubtful account ចាយើងត្រូវរកថាតើ allowance for doubtful account យើងនេះគណនីដែលយើងសង្ស័យថាអតិថិជនយើងនេះអត់អាចយកលុយមកសងយើងបានបើសិនជាគាត់ចិត្តសាច់ប្រាក់ចំនួនប្រមាណហើយនៅក្នុងការ find នេះគេឲ្យយើង find from account receivable ណាបងប្អូនគឺ AR ខ្ញុំដាក់សរកាត់ហ្នឹងណាចាគឺគេចង់ដឹងថាតើនៅក្នុង account receivable ដែល customer យើងក៏អត់មានលុយយកមកសងយើងនេះដែលជាពាក់ចាសូមអធិស្ឋានការដែលគាត់ទិញ product ពីយើងហើយគាត់សុំជាពាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលជាពាក់យើងនេះយើងហៅថាជា account receivable ហើយត្រូវឯងបងប្អូនចាអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងតើលុយដែលជាពាក់ហ្នឹងមានប្រមាណភាគរយនៅក្នុងលុយដែលជាពាក់ហ្នឹងដែលយើងនេះដែលក្រុមហ៊ុនគាត់សង្ស័យគាត់ថា
customer nó admin lôi vô mà xong dưỡng nè bọn bọn chân không bật thiên lòng hạt mình cứ bảo mạng phía rồi cứ pram phía rồi thở bọn bọn mình đây thầm ở trang không muốn quạt estimate tha bài chú pram phía rồi nè không chùm nguồn tập ra account nó xin bộ bộ nè đại dương kết thả admin ở tệ chút nó ngạc lôi mà xong dưỡng chẳng nè bọn bọn mình đây thành trẻ bọn bọn ổ tiết thả lôi mình chùm nguồn đọc đà là chân kia phép thả pi phía rồi nè không đọc đà là nó cứ chỉ lôi đấy à tệ được cho nước ăn lôi mà xong như bà nữa nè bóng bốn chắc miên đây thả tệ cho nước miên lôi mà xong như thẩm tập bồng bầy đà la thả ăn bóng bốn pi đà la tiện nó cứ pi pịa rồi đại dương cất thả ăn ăn lôi mà xong như bàn chẳng hạn đấy chàng chắc bóng bốn thời bị pịa cho mối khi ông bà to tiệt cái na dương kẹt rồi nía tệ tông tên nước ở lâu vẫn phải đập full account from AO nhưng thời tệ đăng thả ta AO như thế này account được xây bộ bộ dương miên chủng nguồn tập lại bà mẹn chàng bà to mới dương quân đang chủng nguồn pịa rồi đấy mà cha không muốn còn ban set up na bóng bốn ban cùng nó thả lời bài chữ pram phía rồi nè ngay chà chắc bông bốn đăng ngay AO dưới nước non trill bà lấn cứ chủ nguồn bà mát buôn sáng chà hay bông bốn côn chủ mùi nước pram phía rồi máu cứ bông bốn khơi nha chủ nguồn bà mát pi mơn đà là khi ông đã thả for this year nè ngay xam sửa mùi khai đọc pi xam pi bọn đọc bốn nè bông bốn cứ bình chạy thả chủ nguồn tắc pra pi mơn đà là cứ chủ nguồn tắc pra đà dương rô khơi xam mẹp xam pi bọn đọc bốn nè cứ dương xong say thả bà hai chữ pi mơn đà là nơi khôn ông chủ nguồn buôn sáng đà là nè miên pi mơn đà là đà dương cất thả có ọt ảnh miên mặt phía vô lôi mà xong dương bán nè bông bốn chà chân miên này thầm bởi dương cất rùa tu luôn ở bên nếp miên thầm tạm bay sáng bằng 7 mơn đà lá đà tệ chôn ai vô lôi mà xong dương bán vì mơn đà lá tiết dương cất thảm chùm nái chào mong ta hình dù có ọt miên lôi dùm xong dương nè bông bốn dương khoản tạ xong say nè bông bốn cái lấy nè chà bởi tối mà bông bốn mà bởi tối chùm mùi khiêm tiết khiêm đã thầm but we have a low one for the full account ឆ្នាំ 2018 នឹងចំនួន 15000 ដុល្លារ មាន ន័យ ថា person ជា បង ប្អូន ករណី a low one for the full account from account receivable ណា បង ប្អូន នៅ ពេល ដែល បង ប្អូន រក ឃើញ a low one for the full account នៅ ចុង ឆ្នាំ រៀប នឹង បិទ បញ្ជី នេះ ចំនួន ទឹក ប្រាក់ 20000 ដុល្លារ ណា បង ប្អូន ត្រូវ យក 20000 ដុល្លារ នឹង tới priệp thiệp chủ mối nâng allowance for the full ca pi chong cả đấy bạ chạy môn rồi có đam cả đấy bạ chạy nơi chân em nè miền này tha dương thời đăng tha allowance nâng dương miền allowance for the full account nâng chủ mối pi mơn đà lá anh chân mơ pi môn nhưng thọp miền ớt ồ xẹp dương cả lấy tư mơ bà thiên lùm hát dương tha ồ pi môn allowance for the full account nhưng miền đá chân nguồn bà mán cứ mà mơn phải em bọn đà lá chà anh chân nâng không cả đời này ní bông ôn thời tái vị phía tha pi môn dương miền mà mơn phải em bọn đà lá xếp ở lớn nè trong năm nè dương bị phía dương kẻ ra nè calculator dương khơi nhà ở lâu vẫn vào đập full account nức cứ chùm nôn pi mơn đà la chắc pi môn nhưng thọ miên mà mơn phèm pon đà la thơ mất đầm bệ bán pi mơn đà la chắc mình thời thay pram pon đà la thì thời gặp bóng bốn chá chắc so we have to increase more pram pon đà la to get pi mơn đà la chắc chùm lão dương đã rô khơi nức cứ pram pon đà la bóng bốn bởi tụi bây giờ dương kẹt rồi nè rô khơi chùm nôn pi mơn đà la có bật mến bần tay chùm nôn tập rạng nâng cư dương ọt toàn vô máu cho nó không tên nó bỏ tay dương ọt toàn như vậy tha biết cái chuyện là tập hoa trong cơ đại dương rô tệ tôn cho nâng ở lâu vấn tê cư dương trời dô ở lâu vấn phần đập phu đại dương tươp tờ rô khơi chân em nâng riêng nâng bật bình chí nè cái dùm rúa nè mà priếp thiếp chùm nôn ở lâu vấn đại dương thọp miên bình môn màu xanh chà lúc bây đại dương priếp thiếp hai dương thơ cả bột đọ như thế bởi chân em nâng dương khơi pi mơn đà la hai bình môn nhưng thọp miên bảo mến nhưng thọp miên bảo mến phèm pon đà la chắc những thay tập phèm pon thì tất mà nâng pi mơn á chắc bông bông thở tròn trăm cả lại nâng á bông bông bà cứ chong chăm đi cứ kim chong chăm bông bà ôn chong chăm bà xin chị bông bà ôn xoay đô a lâu vân for the full account from account receivable bần tay bà xin chị bông bà ôn rốt a lâu vân for the full account from sale revenue bông bà ôn bạch tư kịch phục khơ được chăm chùm điệp chăng bạch tư phục khơ a lâu vân nhưng thu lọc miên bình bốn nè dương kẹt rồi nha chăn em đi a lâu ní bê đà dương ạch chá nâng khơi chùn nguồn bà mát bông bà ôn đặt tắc bạc nâng chùn nguồn bà nâng tê chà cổ bà tay bà bông bà ôn rô kẹt rồi nha a lâu vân for the full account from account receivable miên đây tha bông bà ôn trời tay cả lấy từ mơ tha tao dương miên a lâu vân for the full account bì môn mô kỳ tê bà xanh chùm miên bông bà ôn trời tay vô mà priệp thiệp khá ní nè bông bà ôn chà chúng chưa bắt đầu tiết kiệm đã tham mát sinh có phần lâu vẫn vào đập full account in the past miền này thà bông bông thời tới kết đấy nè bị thật kết ở lâu vẫn vào đập full account in the past miền này thà kết ở lâu vẫn để dương thọ miền ở chân môn à lấy dương của bông tại adjust chân này chân chân môn mới dương thọ miền ở cha bởi dương thọ miền chân dương thời vô atra tu lệ nâng ở chủng nguồn tập trạng nâng priệp thiệp khí nè bông bông cha chân cứ nhóm chọn lại bông bông chọn chấm cái lại nâng phong đá cứ chỉ tích nịch xâm khăn mua để dân được nông cá vừa lũng hạt đó nè chà chà chân chia bà to môn để dân thua ca cây xâm rùa nâng tân ni nô bộ vọt đó nè bông bông kim chọn lại bông bông nốt bắn tạch chà
adjusting from account receivable. Bởi xin chỉ cả đời này kì ao dương record rưu có cho bằng chi hay rưu có cây dùm rùa adjust nâng nơi khó nông tân niên nô bộ vọt nâng. Bọn tay tẹt tôn tân nâng allowance for doubtful account nâng 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 bông bốn. Hay allowance for doubtful account nâng vì tẹt tôn kì ao dương rốt nâng cứ rốt from account receivable tiệt. Mình bên from salary revenue nè bông bốn. Nhưng bông bốn thở tròn trăm cứ from account receivable nâng cứ kì miên lạc khăn đôi chìa. Nếu cứ kế bàn bằng hàng thì if we have a loan for the full account at the beginning of the year less than at the end of the year, we have to record like this. Dạ, miền này thay đọc biếp này cao cho cột ra nó cứ vì miền xây như thế này bóng bóng. Bởi xanh thì dừng ẹt chá nơi khó nóng tân niên nụ bộ vót hay dừng ẹt chá tệ tôn tương a loan for the full account đã dừng rốt a loan for the full account nó be account receivable. Cứ miền này tha bớt sân thì miền à lâu vân phô đập phô là khao nâng at the beginning. Miền này tha bớt sân thì dưỡng thua lọc miền hào ấy nà bông bốn. Miền à lâu vân phô đập phô là khao nâng bì chân nằm môn gà rây bạ chạy môn. Đó bởi là dưỡng lược màu chân nằm nít bì bọn đập bùm bốn. Việc lại cho chị beginning ấy nà of the year dưỡng nè. Chà về miền. Và tốt mấy kì áo dưỡng dục mà priệp thiệp bớt sân chữ viết tách chiên at the end of the year. Mình nói thằng at the end of the year nó cứ tách chương allowance for doubtful account at the end of the year. Allowance for doubtful account at the end of the year nó cứ kê sống đau allowance for doubtful account đại dương bàn xoay đô cầm bánh mánh nhé. Kẻ rần này em bánh mánh nhé bông bông khơi chùm nguồn bảo mến. Em bánh mánh chùm nguồn pi mơn đà lá thầy ớt bông bông ảnh đứng ngay dương hai thay chí allowance for doubtful account at the end of the year. Cứ chưa chú mua cái nẹ này mối. Đại dương thơ ca rộp viên nơi trong cái đấy bạn đi chát riêng nên thơ ca ép chá nâng ai. Nhưng dương hai ta ép đi ép phổ vi trong chân em bông bốn. Cứ ngay xem cho mỗi khai đập bì nâng ai. Nhưng chân cà bông bốn khơi như ẩm bánh mênh nè. Nơi không trìa bà lân bà thiên lùm hạt dương kì miến kì lược láng. Kì lược láng tham miên ở lâu vân và đập phù là khao nó chùm nuôn mà mơn về em bọn đà là. Nhưng chân miên đây thay vì thơ lọp miên hào. Nhưng chân ả lâu vân và đập phù là khao nâng. Vìa cứ chìa trong cái đấy bạ chá chân năm bì bọn đọc bầm bấy lược mà ở lâu nâng bì khá là chìa beginning ấy. Nhưng chân ả nâng cứ chìa beginning of the year thầy bọn bốn. Mà mơn về em bọn đà là nâng beginning ấy. Còn bật tay kì ao dương mà priệp thiệp sân. Priệp thiệp tha cho à at the end là lời nâng đại dương thua ca at chá nha cây xâm rùa nha miên chùm nôn bảo mát là lâu vân phô đập phù lạc hào nâng. Cứ miên chùm nôn pi mơn đà la thầy bông bốn. Chắc bông bốn khơi nhót beginning dương miên thầm tầm mà mơn phèm bông đà la. Sẹp đọc bê trong chân năm đại dương hồ khơi nhưng hồ khơi nhưng to tiết cứ pi mơn đà la. Chắc bông bốn khơi à beginning tạch chiên ớt. Beginning tạch chiên trong chân năm mê thầy bông bốn. Cả nà tạch chiên chẳng cứ xong mọi bông bốn record day bit down tập bad debt expense. Credit cứ allowance for doubtful account chẳng mong. Bọn bọn trong trăm chẳng mong á ná. Chẳng cả đời này ní bớt xanh chỉ beginning allowance for doubtful account nơi beginning là bao dương. Vì miên chùm nguồn tập rạng tất chương à at the end of the year nè. Bọn bọn record dương hà ta record tệ tôn tên nâng allowance for doubtful account khăn ông tân niên đúng bộ ná. Cứ record đôi tên nâng dương record from salary và nhu chẳng. Khơi nhé bọn bọn bad debt expense nước hàng debit credit cứ allowance for doubtful account cứ đôi khí nè bọn bọn chà cứ nhóm chọn ai chọn chàm bạp nâng chà dân chia và to mà tiết nít cứ note mùi tiết chà cả đời này đôi khí nè chẳng adjusting from account receivable nè bọn 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 tay khóc nè thoáng ta đàm cho nắm vì chờn chân chọn cho nắm vình chà chờn chân chọn cho nắm nít cứ chọn gì chà bọn bọn miên này thà. Bánh mến đi không bật thiên lùm hát nhóm phép ấy được beginning viết mà mến phép bọn đà la thầy ớt bọn bốn. Đó bê trong cho nam dương hồ khơi ní cứ chùm nuốn bà mến bì mơn đà la. Nhưng chân ạ đàm cho nam viết tâu chiên ở trong cho nam dương ấy thầy ớt bọn bốn. Có bần tay cả rần này chè vinh cả rần này bơ trong cho nam. Trong cho nam miên thấm ta mà mến phép bọn đà la bọn bọn đồ ti hó nế cả rần này ní. Bần tay được beginning miên bì mơn đà la. Đó beginning dưỡng pi mơn đà lá. Sẽ vào trong cho năm là dương hộp khơi điệp. Mình thôi cả ạch chá nếu dương hộp khơi chùm nguồn thấm ta mà mơn bèm bón này. Dương bông bón khơi ạ beginning chờn riêng ớt. Cái này beginning vì chờn riêng ở at the end là dương tâm đà rô khơi nhóm bánh mênh nâng ấy. Cứ bông bón thời tầm miên cả ạch chá bởi chè khả nê bình, tôi bình. Cứ đăng ta thời debit allowance for the full account. Credit bad debt expense tại mà đòn. Chân bông bón thời chọn chăm cả đầy nâng á. Cứ chăm chọn ai chọn chăm. Bà xin chỉ dương thua ca adjusting from account receivable. Adjusting nâng adjust hàm pi ấy cứ adjust tệ tôn tên nâng allowance for doubtful account nâng anh. From account receivable mình mến from salary và nhú nè bông bông. Chứng bông bông thở trăm bì miên pi cả đời này. Liêm bông bông trong trăm liêm pi cả đời này. À beginning vì tách chiếc nữa gọi beginning chuẩn chiếc. Bà beginning vì tách chiếc thời record
debit bad debt expense credit allowance for the full account có bởi tác bởi xin chìa beginning nâng vị trốn chinh à at the end bông bông thay ta record debit allowance for the full account credit bad debt expense bông này ní cứ khiêm chong lại bông bông chong chám á nè chà chà chân là lời ní cho mà lùm hát dương mộng ta chà dương cho không tên niên nó bởi bọt á nè bông bông ngay xem xa mũi khai đọc bì xa nằm bì bọn đọc bông bốn dương ạch chà hay chân đi khiêm man dùm riêng chân thời tầm miên bad debt expense hay nâng allowance for the full account phòng này chẳng bong bóng môn nâng ní bong bóng chẳng hào tía thời mùi nạ debit credit chẳng được khiêm chùm điệp chẳng bê ní cả rần này ní cứ dương adjust allowance for the full account nâng from account receivable chẳng cái nà from account receivable bong bóng thời nạc download bì ở mạnh mạnh nâng bìm dương tầm mơ mơ bì gần nâng dương thông chiếc rồi có beginning nhưng tôi chưa là at the end này ở mình nên không bật thiên lùm hát được cho mình chúm điểm chắc beginning cứ mà mơn phải hàm bọn rồi phải at the end để dừng rốt hơn kẹt được niềm bánh mình cứ bì mơn chắc bọn bọn khá beginning tạch chiếc ớt cái nào beginning tạch chiếc bọn bọn đôi chúm chúm điểm chắc cứ đăng tạp debit bad debt expense hay nâng credit allowance for the full account chẳng ảnh nè bong bóng thời tròn trăm hai chùm nón tắc prạ nó cứ khiêm xong mình chạy thêm mình vô chùm nón tắc prạ pi mơ đà la để dừng rốt hơi nhầm anh mà nhỉ cứ vô chùm nón tắc prạ đài bật thêm pi à beginning à beginning nhưng mà mơn phải em bon đó phải ở lấy ní dừng rốt hơi tắc prạ chùm nón bảo mán pi mơ nó tròn cho nám nè bong bóng chắc bật xanh thì dừng miên mà mơn phải em bon nó dừng thời thêm bảo mán nó bây smart pi mơn cứ dừng vô chùm nón tắc prạ đài thêm nè bong bóng một record nó không tân niên nó bảo vọt cả lần này bởi dừng ad cha allowance for the full account from account receivable miền này thay ắt đôi ở salary và nhú về bởi salary và nhú cứ dương rốt hơn bởi mát nhưng đại chúng luôn tập rạp phần nâng còn phần tay bởi account receivable dương rốt ở lâu vân và đập full from account receivable ấy rốt hơn chúng luôn tập rạp phần man ở lấy nâng có bật mát có phần tay thở vô tập priệp thiếp chúng mùi nâng ở tay tạng miền này thay chúng mùi nâng ở lâu vân và đập full nơi đàm gà rây bạ chai rồi có trong gà rây bạ chai cho nằm môn nâng mà priệp thiếp khoa bởi mát do cả chúng luôn tập đại time nằm bay bằng cột nước do mốc record nơi khăn tân niên của bọn chân bóng bọn thời tự chọn chám ấy nè chà hay chúng đã old transaction đi chân chà vì thà old transaction nó được khi mang chúng điệp chân ở lâu vẫn còn đập vô là không vì thời tự tiện tôn khi bị bộ tập dương miên mua vậy nơi trong cái đấy bạn chai cho nằm bị bọn nằm bối ấy nè bóng bọn chân ở lâu dương miên tiền đấy chân vì cái chị old transaction này chà chà hay chưa bật to thế bật to bật dưỡng cai sầm ruột không tân niên đâu bật vợ đôi đó lại chẳng mà cai sầm ruột không sập hơi thông chưa bật to thế chà chẳng bong bón cai sầm ruột tẹo tông tân là lâu vẫn phải đập phù là khao môn tới cho chà chẳng là lâu vẫn phải đập phù là khao là bao nhiêu thật nơi khang credit thở ắt bong bón mấy chục luôn tập prạ bảo mán pram pon đà la cậu bật tay môn đừng chia đo pram pon đà la khi xong bằng hai thay dương thua record à lâu vẫn phải đập phù là khao nữa ruột mà hai cái chục luôn bảo mán mà mến phải pon đà la muốn á nè nơi năm pi pon đập bằng bảy cái dương ba record mà đo ngay chà lời nâng dùng lược màu bật chạy bật thay em tiết á nè bông bốn bởi phụ thay dưỡng thử mà cây dùm rốt nó ở lâu vân và đập phụ lạc hồn chắc những cây dùm rốt bật to tiết vì môn miên mà mơn phải em ấy lấy dưỡng mà cây dùm rốt bật to tiết cứ cây dùm rốt mán ở lâu vân và đập phụ lạc hồn điều bánh mến thân là khang credit dùm rốt bật mán bông bốn bà bốn đà la chà chắc bông bốn đã bà bốn đà la mà hai chú mua bông bốn đã tôi máu chà bật to mà bông bốn kẹt ở nế tới khinh pi mơn đà la thử ớt chà ní cứ rùi rồi chà chẳng nó sao chung mua transaction mua tiết nó chà cứ bad debt expense chẳng bánh mình bad debt expense nhưng thật nơi khang debit thở ớt bóng bóng chà chùm luôn tập rạp bóng mắn chùm luôn tập rạp pram pon đà la chẳng bóng bóng đã pram pon đà la mà chà hay đã khẳng mốc nâng account allowance for the full account nâng chung mua khi mà xe gió cắt đó nè bóng bóng chà chẳng bóng bóng đã mà chùm luôn pram pon đà la ní chứ cứ chứ ca sợ rạch rùi rò lấy tại tôn tên nâng bad debt expense phong đài chẳng bởi tôi bởi dương bàn cây xâm rùa không tân niên nó bởi vọt rùi rùa là lấy cây xâm rùa không dịp hơi thông cơ rùi rùa tiết chẳng mà cây xâm rùa không rồi bay cây ở đây mà thấu chẳng được khiêm bàn xâm rịp chẳng rồi bay cây ở đây mà thấu rồi bỏ dưỡng à lấy nó những đạm bẹt đẹp expand mà chẳng nguồn bởi mến pram pon đà la nó không dịp hơi thông để dương cây xâm rùa mạnh mấy pram pon đà la đã pram pon mà chà hay bad debt expense mới cứ chỉ ca chấm này chứng thời thật nơi trong income statement này chà hay balance sheet cái đôi khi này đã mà account receivable nhưng chuẩn mua bộ mán buôn sai chẳng bong bong đã buôn sai mà hay bị tóm mà lâu vẫn vừa đập full account bỏ dưỡng rock khơi nơi trong sự hơi thông một bánh mánh bộ mán pi mơn đà la chẳng bong bong đã pi mơn mà chà ní cứ chỉ ca cái sự rủi nơi trong financial statement phòng đài chà hay chưa bật to tiết môn đường dương mình chọn nó khiêm chọn lại bóng bóng note bật thêm tiết chà tìm mũi khiêm đã tháp for estimating the rate of allowance for the full account it depend on the policy of the company bóng bóng khơi ní cứ khiêm chọn xâm đài chà xâm đài bóng bóng khơi bật thiên lùm hạt
môn dương thì làm hạt dương cái đại thà chrome muốn có set up pram pị rồi nè bong bốn set up à lâu vẫn vừa đập full off vào khâu nó pram pị rồi hay ca set up rồi bọc cọt nữa nghe cứ cọt là sai từ lâu này dù bài bọc cọt đó nè bong bốn cọt trong là trong trong vậy thà cọt trong set của màn pị rồi bây giờ sai từ lâu này dù bài để bọc cọt phòng này chứ khi trong mình chém mền chrome muốn có chết ta trong set của màn đã phần nâng anh chẳng ấy nè ở tây bong bốn vừa sai từ lâu này dù bài để bọc chrome muốn phòng này chưa bắt to nó cứ chê. If the company has account receivable for short time, should estimate the allowance for the full account at the small rate. Mean này thành chép bớt xin chỉ crom hôn là bao dương cột mean account receivable là na bom bón bịa thà cột mean account receivable mean này thà cột ao ở tệ thì chôn mò chụp bẹ crom hôn. Chẳng bớt xin chỉ ở tệ thì chôn nâng chụp bẹ crom hôn thầm ta là dạ bê clay nè. Chẳng cột cua ta estimate à tra phị rồi nè. Được à tra phị rồi nè. Chia chung nốn tàu tàu cho bà nó ạch mùi phía rồi, phía phía rồi, bay phía rồi, được phạm phía rồi vậy tàu. À nâng dính tàu chứ nè bông bà ổn chà, khiêm chồng mình chè. Vẫn ta, if the company has account receivable for long time, mình đây thà, còn our customer bọc quát nó chụp bẹ crom hôn dương nè, chụp bẹ dương nó không được dạp bê dú nè bông bà ổn dù. Chính quát cua ta estimate à lâu vân phò đập vô lạc hào nâng ạ. Nơi chung nốn rate là những trởn đấy tàu. Phù ca nà kia chụp bẹ dương dú dương tay ta sang sai tao bà hai chứ. Còn ọt miên giả mặt ập hiếp nơi khăn ông ca mà chai lôi dương trởn ấy. Nhưng cũng nót phía rồi nó có cũng nót ở trởn đấy tàu. Chà, hay bởi xanh chìa đôi chà if the company have for short time vinh bởi xanh chìa có miên account receivable xa mẹp ta clay thế. Nè, tại chung nó chụp bẹ clay thế chứng còn cất ha. Set phía rồi nó cứ set tối tối ba này. Bà trởn này chung nốn tối ba phù ta. Nhưng ai kia chụp bẹ clay nè ắt dù bọn chẳng kê mơ tới bài chỉ kê ai miên lôi dùm sau như chạp chạp bàn chẳng ấy nè bọn bọn chẳng bìa sai từ lơ này dù bài là bọc crom hôn bài nâng ấy nè bọn bọn mình mến crom hôn cột chê ta xe ta chẳng phèm phía rồi chẳng đọc phía rồi tam từ chết có đấy ọt tế cứ khiêm chong mình chạy bài nâng ấy nè chà chà hãy chưa bật to tiết khiêm chong ở bọn bọn nốt tại mà đón tiết chà if we calculate the allowance for the full account from sale nè bọn bọn thử chong chăm from sale no thinking of allowance for the full account in the past. Bọn bọn bạch từ chạp ở rõm tệ tôn tên nâng allowance for the full account nơi bè tay tạ tệ à nơi bè tay tạ nâng cứ đồ beginning nâng ai nhưng miên này thà the beginning allowance for the full account at the beginning nè bọn bọn nơi trìa bà lần này kia bà hà nhường bà nâng bọn bọn bạch focus với tệ bọn bọn kết tả thầm mây để bọn bọn rộng khớ nhé nè. À nâng ngay dừng hai thế bởi xanh chỉ dừng rộng allowance for the full account from sale. Bởi tất cả đời này bởi xanh chỉ dừng calculate allowance for the full account from debtor rồi coi dừng hai thế account receivable nè chá bọn bọn thời ta kết mà miền này thay dừng thời ta kết tệ tôn dọc bẻ tay ta à beginning nâng một priệp thiếp cho mùi nè at the end nè at the end là dừng cơ bông đã rộng khơi nơi bê là dừng ép chá nâng á nè bọn bọn cứ khiêm chong ai bọn bọn chong chàm bạp nâng bật xân thì dừng rộng from sale bạch từ vô phục khơ tiền viên lấy viên một priệp thiếp kia thì cứ khơi bảo mát đã bằng nâng từ bần tay bật xân thì dừng hồ ở lâu vân vô đập vô là khao nâng from account receivable được gọi đẹp thơ nè chá đẹp thơ nâng cứ đôi kia thế nè bọn bọn đôi tên nâng account receivable đi cứ bọn bọn thời tờ vô à lâu vân vô đập vô là khao at the beginning à in the past nâng à vô mà priệp thiếp cho mỗi năm bê ba chụp bọn này dính tiếp tờ rô khơi nì phong này chà chẳng nì kì chụp hiệp khó khăn ý á.